Mực tươi. Mực này nó tươi dễ sợ luôn. Thấy mè ha. Dưới biển mới lên nè, ngon thiệt ngon, mà mực bự vậy nó mới đã nè. Thấy chạy không? Thấy chạy chỉ không? À, chỉ nó chạy 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 chạy. Chạy chỉ, còn chỉ nó còn chạy chạy luôn đã. Nó còn sống á. Ờ nó sống á. Đó, cái mình nó chạy chạy ừ, cái mực á là cái con nó ngon, hai con kế bên đó đó là nó còn sống á, mấy con kia chưa xa chưa ấy, không tươi bằng hai con đó. Ồ đã luôn, nuôi mà luộc liền ăn là nó đã hấp gừng sáng ra đây sớm hấp gừng chấm với mắm mắm gì đó đi mà ở lại mà sáng mà ở lại ở đây nè, là mua cái này nè đem về làm ăn ngon luộc bà mời quá hồi mấy bà cá không về cá kịp cơm thôi. Cá nhìn thấy cũng tươi lắm, nhiều lắm, lấy hết không? Vô đó có 200 ngàn, vô 200 ngàn này.